Rồi Vũ Linh xin kính chào toàn thể anh em và bà con đã quay trở về với kênh của Vũ Linh nha. Đó, nay lên clip hot nha anh em. Đã lên những em chân dài đây. Đó, những em chân dài mà đã khoe clip trước thì hôm nay đã một số em đã có mặt trên clip ha. Đó anh em xem lựa chọn. Nay em lên luôn chữ A nha. Anh em thích con nào thì chốt. Để lại số điện thoại với phần bình luận, tôi chốt A7, A8, A9 gì đó thì cho số điện thoại dưới phần bình luận nha anh em. Em sẽ gọi lại và trao đổi với anh em. Đó. Rồi xong thì cho địa chỉ, xong hàng đến nhà kiểm tra đúng hàng như video thì nhận trả tiền. Đó. Rồi. Những con máy mà siêu phẩm đó, đó là em sẽ dọn lên từ từ hết nha anh em. Còn anh em nào mà muốn con nào thì cứ qua Zalo. Là số điện thoại của em là 0972 949527 đó, qua Zalo muốn xem con nào thì báo với em. Tôi muốn coi tìm con gì đó, có nếu như có thì em sẽ gửi clip rồi cho xem. Đó ok thì mình chốt. Đó, hôm nay thì anh em xem thì cho em một lượt đăng ký đi nha. Đó, cho em xin một lượt đăng ký ha, cho mỗi khi em lên video nó sẽ hiện về cho anh em. Đó, cho anh em lựa chọn những con máy mà đẹp phải chưởng về xài thì xài hoài nó không hư luôn. Đó, có con Kawasaki TH34 nha anh em. Xin đi qua S26. Đó. Rồi hôm nay thì cũng tiếp tục là như mọi khi là vẫn tặng bình nhớt cho anh em. Đó. Tặng bình nhớt, không lấy bình nhớt thì lấy cái bơm. Đó, không lấy cái bơm thì đổi 100.000, đơn giản vậy thôi. Đó, và những món đi kèm như thường ngày, dây đeo, lưỡi dao, tiếp mở mugi, dẫu cước nha anh em là 4 món. Với tặng kèm bình nhớt nó là 5 món. Ha. Đó, tặng kèm bình nhớt là 5 món, anh em ở nhà có nhớt rồi á thì khỏi lấy, thì mình lấy cái bơm về mình tứ. Đó, vẫn đủ 5 món cho anh em ha. Về tứ, trị giá của hai món này là 100.000. Anh em không lấy trừ trực tiếp lên cho anh em 100.000 ha. Đó. Rồi. Đây, những con giá rẻ này, con này bán rẻ cho anh em 1 triệu nè. Đó. Rồi anh em thương tình em đó thì cho em xin một like ha. Hay là anh em mình cho xin một like đi. Đặng nó tạo cái mà tương tác đó anh em, cho mỗi khi em up clip lên là nó sẽ hiện cho anh em luôn. Đó là cho mình xem, mình lựa chọn những con đẹp đẹp ha. Đó, những mấy con mà bóng gì đó. Anh em vô chốt sớm. Chứ nhiều khi anh em vô chốt thì chậm tay hơn người khác đó, thì người ta chốt trước nha anh em. Đó. Đây, con còn kêu ghét đẹp đây. Đó, nhớ giùm em là cái số báo danh nha anh em. Số báo danh ha, với cộng số điện thoại. Đó, bán ưu đãi khuyến mãi nha anh em. Đó, Tết nhất tới nay rồi mình nên lựa chọn một con máy về đang mình xài đi. Phát cỏ quanh nhà hay là mình bơm nước lên mình tứ xăng, tứ giường, tứ gì đó mình tứ. Phát cỏ vòng vòng nhà đồ ăn Tết, Tết đến tới nơi rồi. Hay là anh em mà về có gắn cái gì vô mà để thổi lá rồi nữa đó. Đó, thì anh em nên sở hữu cho mình một con máy đi ha. Đó, những con đỉnh đỉnh em để dưới đó kìa nha, anh em xem ha. Để những con dưới đó nha. Đó, những con whip đó. Rồi. Vô chi tiết luôn nha anh em. Đó, rồi em xin nói thêm là cái địa chỉ em là nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Cách chợ Ngã Tư khoảng 100m. Anh em nào gần thì lại xem máy lựa chọn thoải mái. Đó, như máy chung đóng như đó, anh em thích con nào lôi ra vệ sinh cho nổ, anh em đem về xài luôn. Đó là lại xem máy trực tiếp luôn, nó khỏi cần qua video ha. Đó, còn anh em mà ở xa đó thì xem trên mạng. Là nhớ giùm em là cái số báo danh với cho số điện thoại là em sẽ gọi lại. Đó, còn không thôi thì gọi trực tiếp với em là 0972 949527 ha. Đó, em sẽ gửi máy tới nhà luôn, kiểm tra hàng ngon lành đúng như trên video, đúng như em nói thì nhận hàng trả tiền. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, con đầu tiên là con A1, là con này là con Tanaka ha. Tanaka Power Mat nè. Đó, con này là nồng 31 ly và 22cc, con này em giá bán là 1 triệu. Đó là tặng kèm 4 món chơi nhớt. Chết mẹ, bán con này lỗ luôn rồi, què vậy nè. Đó, ha. Con này là hàng, này là hàng Trung Quốc nha anh em, không phải là hàng Trung Quốc, nhưng mà là thằng Nhật nó đặt công ty Trung Quốc, nó mướn nhân công Trung Quốc làm, bởi vì nó mang một cái tên là Made in China. Đó, anh em nào nghe tới đây thì Made in China anh em sợ thì anh em tua qua mấy con kế bên mình xem ha. Đó, nhưng mà hàng này là hàng chịu chuẩn nha, hàng chịu chuẩn, hàng zin, không phải hàng tào lao mà bán cho anh em đâu, bán về xài không được trả lại cũng gì à. Đó, nồng 32, nồng 31 ly với, xin lỗi anh em, 22cc, xài mugi đứng, chế quanh rồ. Đó, chế quanh rồ ha. Đó, chế hư thì mua chế mới gắn vô cũng được luôn, rất là thông dụng. Đó, xài cái mugi đứng nó chạy cực kỳ bốc luôn. Nói chung mấy thằng máy
ghẻ ghẻ như vậy thì đầu thai nó sẽ có nhiều anh em, nó sẽ đầu thai nó rất là nhiều. Còn anh em là mua máy bên em thì khỏi lo cái vụ mà phần đầu thai hư hỏng sau này, em sẽ hỗ trợ hết về cái phần phụ tùng cho anh em ha. Rồi nổ em ơi. Đầu bò zin nè, chán cỏ zin luôn anh em, chán cỏ này bự nè, quá trời bự luôn nè. Đó, cần kiết đầu zin hết ha. Đó, ga nè, là nó ga này là hai chế độ. Đó, vừa bóp vừa nhả luôn ha. Không phải, cái này là ga an toàn chứ, mình bóp, đẩy cái này lên, mình bóp cái này vô là giữ. Đó, buông xuống thì nó nhả lại ha. Mà cái này nó chết mẹ nó luôn, nghỉ nhà rồi. Đó, nói chung là cái anh em không thích thì em đổi lên cho cái ga bóp mới luôn. Đó, con này là nó có, nó bị, nó bị gãy cái bát chỗ này này nghe anh em. Đó, bát bát ao bô nó gãy nó vũ thì em sẽ cột dây chì lại đây nghe. Đó, chắc chắn luôn đó, cứng khừ luôn đó nghe. Đó, bởi vì ở trên clip em nói sao thì về hàng nó gan vậy cho anh em khỏi bỡ ngỡ ha. Nói trời ơi chỗ này thằng này câu cột dây gì tùm lum kia nó không nói với tao. Đó, con số 1 A1 nha, 31 ly 22cc giá 1 triệu, quá rẻ. Rồi tiếp theo là con A2, con này là Qgit Echo G-Gen nha anh em. G-Gen ha, con này là nồng 32 ly 24cc nha. Đó, nồng 32 ly 24cc sở hữu cho nên là bộ chế là máy cưa. Đó, bộ chế kiểu như bộ chế máy cưa ha, chạy là xài đồng tiền ga đó, là nó chạy cực kỳ là bốc luôn. Đó, cực kỳ là bốc luôn. Con này anh em có thể là đập cước luôn á. Đó, Qgit Echo G-Gen ha. Con này là tum nhôm, tum liền nha. Đó, nó cũng có cái kim chỉnh như là máy cưa. Anh em nào mà sử dụng máy cưa thì sẽ biết hai kim này ha. Một là cái kim xăng, hai là cái kim gió. Đây là ốc gan ti và đây là cái le kéo lên là đóng ha, đẩy xuống là mở. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Con này hiện tại thì em chưa gáp tay. Anh em nào thích một tay hay là hai tay hay là ga bóp, ga giữ cái gì đó thì báo em sẽ gáp lên ha. Đó, đầu bò zin nè, nhãn cỏ thì chưa có, nó gáp mới cho anh em luôn. Đó, dòng Qgit Echo G-Gen ha. Đó, đây. Đó, cái tem Echo anh em nhìn là biết rồi ha. Đó, với cái nắp xăng cam cam đó. Rồi, nổ luôn em. Làm công tắc luôn. Nẹt lại cái nước này, nẹt lên hết rồi. Rồi nói chung anh em nào mà chốt hàng thì em sẽ làm hoàn thiện hết lại rồi em mới gửi hàng nha, chứ anh em khỏi lo cái vụ mà thiếu đồ. Nói chung là giá trên đây về khui ra trả đúng nhiêu đó là xài nha anh em. Đó, trả đúng nhiêu đó là xài. Rồi, A2 32 ly 24cc giá 1.3 nha anh em. Giá 1.3 đó, về chỉ là xài thôi, không cần thêm cái món gì nữa hết. Em tặng đầy đủ hết rồi. Rồi tiếp theo là A3 là một em Makita. Đó, men 2600U. Con này nồng 34 ly 26cc ha. Con này như máy mới, như máy thùng luôn. Đó, đẹp, như máy mới, như máy thùng. Kéo ra dùm cộng dây giật em. Đó, anh em thấy dây giật không? Chẳng tin luôn, mới chát. Đó, con này là sở hữu cho nó là chế quanh rồ hai kim nha anh em. Đó, chế quanh rồ hai kim chỉnh ha. Nồng 34 ly 26cc, máy móc đồ zin đẹp. Con này theo em đánh giá nó tầm đâu cả 99% á. Đẹp lắm, đẹp giả mang luôn. Đó, bình xăng dưới zin. Đó, zin hết nha. Áo sống đồ zin còn tem nhật luôn nè. Đó, anh em nào mà xài số lượng hơi nhiều thì nên lấy 34 ly 26cc thì máy mình nó khỏe ha. Đó, là xài số lượng nhiều cỏ hơi to to hay là mình muốn phát cước gì đó. Đó, con này ga và công tắc đây nghe anh em, ga công tắc đây ha. Đó, tới con ốc về ga mà nó còn đẹp luôn nè. Đó, ga này là anh em kéo ha, kéo là nó tự động nó nhả về chứ không phải là bóp. Cái này là mình kéo thôi, tự động nó nhả về. Còn anh em muốn chết chỗ thì anh em đè cái này vô là chết chỗ. Đó, buông ra gì. Còn anh em nào muốn lên ga bóp thì em đổi cho ga bóp mới. Đó, đầu bò zin. Đầu bò zin mà nó còn sáng hới luôn nha anh em. Đó, đầu bò zin luôn ha. Chán cỏ zin luôn nè. Makita. Đó. Rồi, nổ em ơi. Rồi,
ti hay lớn. Rồi, con này là xài tum nhựa anh em, tum nhựa tum liền ha. Này nó có cái này là thun của nó là để dành nó giảm rung nha. Nó giảm rung về phần bên cái bộ cần của mình điều khiển hai cái tay đó. Rồi, Makita 2600 nòng 34 ly 26cc giá triệu 7 nha anh em. Con này giá triệu 7. Quá đẹp, con này không thua gì máy thùng luôn. Thấy không? Đẹp sáng cực kỳ luôn. Đó, Makita ha. Rồi, tiếp theo A4. A4 là một em siêu hệ Mitsubishi TL231. 231 nha anh em. Đó, nồng 32 ly nha, còn TL23 là nó nồng có 31 ly thôi. Đó, con này còn đẹp, còn sáng trưng luôn ha. Nói chung là hàng tuyển không đó anh em ơi. Đó, hàng tuyển, hàng whip, hàng đầy cao con này mà anh em đưa về xài gia đình đồ này kia ha. Xài gia đình là này kia là chạy là hết bài luôn, không biết chuyện nào mà hư nó luôn. Đó, xài chế quanh rồ hai kim tay đỏ tự động luôn. Đó, chế quanh rồ hai kim tay đỏ tự động luôn nha anh em. Đó, con này chụp giật là có chơi lực luôn nha anh em. Đó, chụp giật chơi lực nè, chế quanh rồi hai kim tay đỏ tự động luôn. Đó, quá VIP, khỏi nói gì hết. Đó, tem Nhật còn nguyên luôn, bình xăng dưới còn đẹp luôn ha, còn sáng trưng luôn đó. Đó, con này thì xài tum nhựa thôi ha, tum nhựa tum liền. Đó, lóc đóng nè, mất in da băng, đẹp giả mang. Con này đồng 32 ly 23cc, giá triệu 9 nha anh em, giá 1 triệu 9 ha. Đó, đầu bò zin nè, thấy không, đầu bò zin mà như mới luôn nha anh em. Đó, thấy không, ốc ác nè. Đó, chán cỏ zin luôn. Càng đầu zin hết nha anh em, càng đầu zin hết. Đó. Dạ, đây anh em thấy cái cụm này nè, cụm mấy ốc này thấy không? Trắng nhách luôn, đẹp, giả mang luôn. Đó. Ở đây nó có giảm rung ở đây một cái, còn cái bộ tay lái này nó có thêm một cái giảm rung nữa này nha anh em. Đó, rất là hay. Rồi. Mitsubishi tên là 211, tem và mã số đây ha. Đó, anh em mà xem mà sợ mà máy về không đúng máy thì anh em chụp cái mã code này lại, chụp màn hình cái mã code này lại về xem coi đúng không, đúng thì nhận, không đúng thì thôi. Đó, bô còn sáng chân luôn anh em ơi. Quá đẹp, quá VIP. Rồi, nổ em ơi. Nằm ở trên tay lái luôn nha anh em, đẩy lên là tắt, ha, xuống là chạy. Đó rồi. Gam ti thì thầm luôn anh em. Đó, gam ti im hơn chó thở nữa. Đó, quá VIP cho con này rồi, quá đẹp. Lâu lâu mới được con Mitsubishi tên là 231 hệ. Đó, chụp việc chạy lực nha. Chạy lực nắm thẳng lên là nổ thôi chứ không có cần phải dùng tới sức nha anh em. Đó. Rồi, A4 32 ly giá triệu 9. Rồi tiếp theo A5. A5 là con gì? Là con Mitsubishi TL26 nha anh em. Con này thì nồng 33 ly. Đó, nó đời nó thấp hơn con 261 ha, 26cc. Đó, con này giá 2,2 triệu. Đó. Con này máy móc là bao zin hết nha anh em. Máy móc bao zin hết. Nói chung là con này hình thức nó không được đẹp mấy. Đó, bình xăng nhựa thì nó vỡ rồi, em thay rồi ha, chế quanh rồi hai kim. Đó, tum gầy. Tum gầy nhưng mà tum bằng nhựa nha anh em. Tum này bằng nhựa ha. Đó, tùm này anh em thay bi, thay đạn đồ rất là dễ. Mở ốc này ra. Dưới bên đây hai con nữa là bốn con, là mở ra tét nó ra là thay thôi. Đó, zin hết, cần màu đen luôn. Đó, đầu bò zin nha, chán cỏ chưa có, anh em gáp mới chưa. Đó, con này nó lô cái là chỉ là bình xăng dưới thôi nghe anh em. Do bi vỡ thì em bắt buộc phải thay thôi. Đó, với máy móc là bao zin cho anh em hết. Đó, cái ra ngoài nó thằng này thay chế lô hay thằng này thay nòng lô gì đó thì anh em trả lên. Đó, trả lại hoàn tiền lại gấp đôi luôn. Đó, cái dòng này là một số, là không phải là một số, là nếu như người khác á mà anh em mà mua về xài á là không biết là nó sẽ gáp đồ lô vô nó bán cho anh em. Tại vì sao, hàng này là cái món gì mới nó cũng có chứ, từ nó mới từ cái tới cái áo luôn nha anh em. Đó, mới tới cái áo luôn đó, là nói chung là cái gì mới cũng có hết. Nhưng mà con này là em bao zin hết, bao zin cho anh em. Đó, chỉ thay mỗi cái bình xăng dưới đây thôi. Nó còn máy móc bao nhiêu là zin hết nha. Đó, cần zin đầu bò zin lắp zin hết. Đó, tay ga tay lái zin luôn. Rồi, nổ em ơi.
con này nó muốn hết xăng, bởi vì giật nó hơi chậm nổ. Rồi A5 33 ly 26cc giá 2,2 triệu nha anh em. Đó, giá 2,2 triệu. Đó, bao ship tặng kèm 4 món, tặng kèm thêm một chai nhớt nữa. Nó ví dụ mà ở nhà anh em vú mớm rồi có bể đó, dây ga rồi có đứt thì xin thèm cho luôn một cái đi theo luôn ha. Rồi tiếp theo A6 và A7. Đó là hai anh này là cặp song sinh. Đó, cùng cha khác ông nội. Đó là Qgit Echo 260 hàng VIP. Đó, con này là xài bộ chế là vú bơm trước nè, vú bự nè. Đó ha, còn thằng này xài là chế One Row 2 kim. Đó là zin hết nha anh em chứ không phải là em lên gì đâu ha. Đó là zin hết. Đó, còn thằng này giá 2 triệu, thằng này giá 2,2 triệu. Do là chế One Row 2 kim nó sẽ nhạy nổ hơn. Nó sẽ tiết kiệm xăng hơn nha anh em. Đó, hai con này là chụp giật trợ lực, hai con này em đánh giá là nó trên 90% hết nha. Chụp giật trợ lực chà bá luôn, là nói chung là nắm thẳng dây lên là nổ. Đó, tum thì tum nhôm. Đó, tum nhôm ha. Đó, để dàn sao quay tổng thể cho anh em xem luôn. Đó, anh em nhìn hai cần thôi là anh em biết rồi nè. Đầu bò zin chắn cỏ zin hết nha anh em. Đầu bò zin chắn cỏ zin hết. Cần kiết đồ đây. Đó, thấy không? Đó. Con này là SGE 260. Con này SGE 260G. Đó, bởi vì nó chế hai kim nó khác cơ ha. Đó, con này nó cũng có kim chỉnh gió luôn nha anh em. Đó, anh em thấy cái kim dưới không? Cái kim vàng vàng ở dưới nè. Đó là kim chỉnh gió ha. Nó cũng như là chế One Row 2 kim như thằng này. Đó, nhưng mà con này thì nó sẽ hao xăng hơn chút đỉnh thôi anh em. Hao xăng hơn chút đỉnh. Đó, con này thì cái tum nó bị chạy đây chút xíu nè, tum nhôm nha. Còn con này là láng do luôn. Đó, láng do luôn nha. Đó, thấy không? Quá đẹp, quá VIP. Đây, lóc lát cái đầu của nó đây. Đó, anh em xem mã code rồi ha. Đó, A6 và A7 nha anh em. Đó, A6 và A7. Đó, ga và công tắc. Đó, độc quyền của Qgit Echo ha. Đó, công tắc trên tay lái và ga đây. Đó, rồi nổ luôn em ơi. Dữ. Đó, con này dây giật còn đẹp luôn nha anh em. Đó, anh em mà mua hai con này chứ phải nói chứ bảo hành trọn đời luôn hay sao á, chứ cái dòng này anh em về phải nhớ chuẩn ha. Đó, là chế là ví dụ con này sau này có hư chế thì mình lên chế được nha anh em, lên chế được ha. Còn con này thì giả tỷ sau này có hư thì mình mua chế mới gắn vô y gan luôn. Đó, còn điện cuồng điện hoặc là IC, gọi thường gọi là IC đó, của hai con này ha, là bao cho anh em chạy luôn. Đó, trừ khi anh em mà máy nó quá trời nóng mà anh em đem nhúng xuống nước hay sao nó mới chết cuồng điện, chứ cuồng điện của này là hồi đó giờ em ít khi nào gặp chết lắm nha anh em, hình như là không có luôn á, nó rất là bền. Cái dòng Qgit Echo này ở miền Tây mình nó thì quá là hiểu nó gành này ha, chạy cực kỳ bền, chạy cực kỳ bốc luôn. Đó, đập cước thì bao la luôn, bao phê luôn. Còn anh em mà bơm nước ống 27 đi đường dài là em bao vô 30-40 mét là cái chuyện bình thường ha. Đó, 30-40 mét là cái chuyện bình thường. Đó là bắn xa là từ 5-10 mét. Đó, bắn xa là từ 5-10 mét nha anh em. Đó, còn mà đi đường xa hơn nữa thì nó bắn nước ra thì nó bắn không có xa ha. Đó. Rồi A6 2 triệu, A7 2 triệu 2 nha anh em. Đó. Thấy không? Rồi, tiếp theo là A8. Đó, A8 là một em Citien FS 106 hàng siêu to khổng lồ anh em ơi. Đó, con này là nòng 37 ly. Đó, 37 ly và 36cc nha anh em. 37 ly và 36cc. Tại sao? Tại vì thằng này cái dên nó dài mà cái nòng nó to, xét măng, thường gọi là bộ bạc đó. Nó dày, nó chạy tiếng máy, nó thôi dồi, lượm mơi quá trời dữ luôn. Đó, con này được cái là tum nhôm, tum gời, ga bóp zin. Đó, tum nhôm, tum gời, tum bự nha anh em. Tum bự đó, tum này là anh em về
là GX35 bỏ vô được nè, 330, 430 bỏ vô được nè, TL33 bỏ vô được hết. Đó, thấy không? Giờ bóp zin. Đó, công tắc nằm ở trên đây luôn nha. Đó, công tắc bật nha anh em. Đó, con này là nó xài cái bộ chế y gan của bộ chế máy cưa luôn ha, là y gan bộ chế máy cưa Stein đó. Đó, bộ chế có kim chỉnh đồ đàng hoàng cho mình hết nha. Ở trong bộ chế nó có chữ DS tin là, nhưng mà cái cộng dây công tắc nó che lại. Đó, nó có để như chữ S tin trong đó luôn nha anh em. Đó, nó có hai kim chỉnh cho mình luôn. Đó là một kim chỉnh xăng. Thấy không? Một kim chỉnh xăng là chữ L, kim chỉnh gió là chữ H, còn dưới này là ốc găng ti nha anh em. Đó, lóc nó đóng cho mình luôn, đóng tựa lưa hộp dưa luôn nè. Thấy không? S tin là nói chung là nó đỉnh với thằng sinh đi qua luôn, thằng sinh đi qua S26 hồi nó sao? Nó đỉnh cái từ mà máy cưa qua tới máy cắt cỏ. Mà ông nội này ông xài cái mobi đứng nó chạy thì quá trời vip luôn. Nói chung là thằng này anh em về muốn phát cái gì cũng được hết. Chặt cỏ dâu phát cứ bào la, bào hết. Đó, căng tắt hết nha anh em. Đó, mã code nó đây. Đùa, số mã code cũng đẹp nữa ta, 29180881. Rồi, nổ em. Dữ. Đó, tum nhôm bởi vì cái tum nó bị nó chóc nó sơn nha anh em. Nó chóc sơn ha, nhưng mà xài thì thiên thu luôn, thiên thu vĩnh viễn luôn. Đó, A8 giá 2.6 thôi nha anh em. Đó, giá 2.6 thôi. Quá rẻ. 37 ly, 36cc, giá có 2.6. Đó anh em nghe hơi này nha. Đó anh em nghe tiếng hơi không? Nó không có mà gọi là nó nặng vật đâu nha anh em. Đó, thì mình phải nói chung là phải dùng sức đặng mình gặt qua tua. Đó, chứ nó cũng không có nặng vật đây nè. Xem em là một tay cầm máy quay và một tay vật nè. Đó, gặt qua là nổ thôi. Rất là nhạy nổ. Rồi, tiếp theo A9. A9 là một em này, phải nói là một em là siêu hệ, siêu đỉnh. Đó, anh em Phan Thiết Bình Thuận là nhìn con này vô là chảy nước miếng liền. Đó, nói chung là một con sinh đây qua mà S26 mà nó còn zin còn đẹp á thì nó ít gặp lắm nghe anh em. Đó, nhưng mà hôm nay em săn lùng được một con. Đó, sinh đây qua S26 còn zin nguyên bản 100% luôn. Đó, áo sống còn đẹp như mới luôn. Nghe không? Quá đẹp, quá dữ. Đó, con này là bộ chế zin nó còn sử dụng hoạt động tốt luôn nha. Đó. Sinh đây qua S26 dòng tên tuổi. Nó dòng có tên có tuổi từ hồi đó tới giờ hả anh em. Ra bóp zin luôn nè. Nói chung con này zin hết, chưa có thai, chưa có lai món gì hết. Zin hết nha anh em. Đó. Tum nhôm. Tum liền. Đó anh em ơi, trời đất ơi trời, cái máy này. Cái máy này bán con máy này rồi chừng nào mà mua được con máy nữa. Con này phải nói cái độ bền nó lên tới 20% là cái chuyện đó là cái chuyện bình thường anh em. Cái chuyện quá là trời bình thường luôn, tại vì sao? Nói chung là cái dạng hơi của con này là quá vip. Nó phải nói là quá vip chứ không có nói mà dạng thường. Nó cực kỳ là chắc luôn. Đó. Mà con máy này anh em vô thì anh em tự đánh giá thì ha, chứ em không có nói nhiều nữa. Đó. Cái tùm nhôm nhưng mà cái nước sơn của cái tùm nó chưa chóc luôn. Nó chưa chóc tùm luôn anh em, chưa chóc sơn nữa cái tùm luôn ha. Đó, chế bít tông ga ra đứng. Đó. Chế cũng có kịp dính gió rồi cho mình ha, chế zin luôn nha. Đó, con này nói chung là zin hết. Đó. Rồi nổ luôn đi em ơi.
giá 2,7 các anh em. Đó giá 2,7 ha. Đó dòng đỉnh của đỉnh. Đó, thấy không? Dây giật nè anh em. Đó, dây giật zin nghe chứ thay phe làm gì. Đó, con này về xài là thôi anh em ơi khó bài. Quá VIP không có nói nên lời, không có nói nhiều. Zin hết nha anh em, nói chung là zin hết thì không có thay món gì hết. Cái đầu bò của nó mà nó còn đẹp, nó còn sáng hới luôn ha. Đó, còn đẹp còn sáng hới luôn. Rồi, tiếp theo là một em cuối cùng là một em Kawasaki. Đó. Con này là nòng 37 ly, 33 cc, giá 3,3 triệu luôn. Đó. Con này là nó nói chung là cái ruột của nó ha, là em gỡ ra kiểm tra cái dàn hơi ở trong đó là nó còn sáng, nó còn đẹp luôn. Nói chung nó còn cái quả bích tông á, là nói chung là bộ hơi đó anh em, là nói chung nó còn đẹp, còn cực kỳ sáng luôn. Do ông nội này ông để ở đâu không biết, ai xịt nước sơn lên cái nó dính nè anh em thấy không, dính hộp rồi thấy không. Nhưng mà con này em là bao chạy luôn, nói chung là cái dòng TL33 là chạy không bằng con này nha anh em. Nói chung TL33 là chạy không qua con này nha. Đó, con này là chạy nó đỉnh hơn, nó VIP hơn luôn. Đó, nòng nó 37 ly, 34 cc lần. Đó, tum nhôm tum gầy luôn ha, tum bự luôn. Tum này xài hoài không hư luôn, tum nhôm bởi vì nó chóc sơn nha anh em. Đó, anh em nào đã từng sử dụng Kawasaki TH, cái dòng TH là biết ha. Cái dòng Kawasaki, cái dòng TH là cái đề cao nhất anh em, cái dòng TH là cái đề cao nhất, cái đề ổn định nhất. Đó. Như ví dụ như cái dòng TG33 cũng 37 ly, 33 cc. Đó thì nó tay giá nó tầm cỡ 2,3 triệu đến 2,5 triệu à. Đó, nhưng mà con này đỉnh VIP, giá nó cao lắm. Tại vì điện nó là điện đề cao, chế quanh rồ. Đó. Còn cái dòng mà Kawasaki TD đồ 33 đó giá tầm cỡ 2,1 triệu, 2,2 triệu cũng là tum nhôm, tum gầy, tum bự này luôn nè. Nhưng mà cái độ đỉnh đó của nó không bằng con này. Cái độ VIP của nó là không bằng. Nói chung là tiền nào thì của đó là mê. Đó. Thấy không? Lóc lát đâu còn đẹp, còn nghiêm luôn nha anh em. Đó, mắt anh da băng cho mình luôn ha. Đó, mình sang nhựa ở dưới cũng còn đẹp luôn. Đó, chưa có bị vàng gì mấy luôn ha. Còn đẹp. Bồ biết đồ sáng chân luôn nha anh em. Đó, nói chung là con này để ngoài mưa, ngoài nắng nhiều quá bởi vì nó bị dơ thôi. Chứ nói chung là vàng ruột nó còn cực kỳ VIP luôn. Đó, đầu bò zin nè. Chán cỏ zin luôn nha anh em. Đó, tem cần còn luôn. Đó, rồi, nổ đi em. Gầm ti im như chó thở nha anh em. Thấy không? Máy bự như vậy gầm ti cực giảm luôn. Lên là rắc anh em, xuống là chạy. Rồi, Kawasaki TH34 giá 3,3 triệu nha. Rồi, anh em thích con nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em clip sau ha.